Thưa quý vị, dù đã rất thất vọng vì bị loại khỏi World Cup sau khi thất bại trước Croatia ở loạt sút luân lưu, thế nhưng đội tuyển Nhật Bản vẫn khiến tất cả ngỡ ngàng thán phục về tinh thần và trách nhiệm của những con người Nhật Bản khi để lại hình ảnh đẹp trong phòng thay đồ. Ở trận đấu thuộc vòng 1-8 World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã để thua Croatia sau loạt sút luân lưu. Đại diện châu Á đã có bàn thắng mở tỷ số ở hiệp 1 do công của Daizen Maeda, nhưng sau đó họ đã bị Croatia gỡ hòa. Sau đó, Samurai xanh đã không có tâm lý tốt ở loạt sút luân lưu và gục ngã trước đối thủ. Đây là thất bại đau đớn của Nhật Bản bởi họ đã ở rất gần tấm vé lọt vào tứ kết World Cup 2022. Mặc dù vậy, những thành viên của đội bóng xứ mặt trời mọc cũng khiến nhiều người nể phục bởi thái độ của họ sau thất bại. Dù vô cùng thất vọng vì bị loại đáng tiếc, nhưng đội tuyển Nhật Bản đã để lại hình ảnh đẹp trong phòng thay đồ sân Antranop. Đoàn quân của huấn luyện viên Hanjime Moriyasu đã dọn sạch sẽ phòng thay đồ trước khi rời đi. Không những vậy, họ còn gấp những chú hạt giấy và gửi thông điệp cảm ơn bằng tiếng Nhật Bản và Ả Rập. Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Nhật Bản hành xử đẹp như vậy. Sau khi thất bại ở các giải đấu lớn, trước đó họ từng để lại thông điệp cảm ơn tương tự trong phòng thay đồ sau trận thua bị ở World Cup 2018 và thất bại trước Qatar tại Asian Cup 2019. Điều đáng nói, đó cũng đều là thất bại cay đắng của Samurai xanh Họ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ với tinh thần cao thượng ở cả trên sân bóng lẫn trong phòng thay đồ. Nhật Bản đã trải qua hành trình đáng nhớ ở World Cup 2022. Không chỉ các cầu thủ bóng đá Nhật Bản gây ấn tượng với hành động ý nghĩa, mà các cổ động viên Nhật Bản cũng đã để lại World Cup 2022 những hình ảnh đẹp khi họ vẫn ở lại sân sau khi mỗi trận đấu kết thúc để dọn rác tại khu vực ghế ngồi của mình trước khi rời đi. Tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng trước hai đội bóng mạnh ở châu Âu là Tây Ban Nha và Đức để giành vị trí nhất bảng E. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ hoa đào mới đánh bại hai nhà vô địch thế giới trong một kỳ World Cup. Chỉ đáng tiếc, vận may đã không mỉm cười với họ trong trận đấu với Croatia.